Video này chỉ mang tính chất giải trí, không hề có ý cổ suý cho mọi hành động xấu hay đi ngược lại với thần phong mỹ tục Việt Nam. Ha! Anh em chúng ta bây giờ đã tập hợp đủ 8 người, 8 thành viên của Hero Team và của biệt đội siêu nhân Hero rồi. Tôi nghĩ là bây giờ anh em hãy nghe theo lời của tôi. Tôi chính là đội trưởng của biệt đội siêu nhân đẹp trai nhất hành tinh vũ trụ thế giới điện ảnh Mini World. Cho nên là mọi người phải nghe theo lời của tôi, hiểu không? Bởi vì tôi thông minh nhất. Ok. Rồi, thì bây giờ nè, mọi người hãy nghe theo tôi này nha. Chúng ta sẽ gọi là chia đội ra để chiến đấu với quái vật, mọi người hiểu không? Hiểu không? Chia đội hả? Nhưng mà chia đội thế nào? Chia đội thế nào á? Chị em đi với nhau nha. À không, trời ơi, hội chị em đi chung với nhau rồi lỡ quái vật tấn công hết hội chị em rồi sao? Làm sao được? Phải có thêm con trai đi theo để bảo vệ hội chị em nữa chứ. Bây giờ nè, em tính là như thế này đi. Mỗi đội sẽ có 2 người, ok? Và sẽ là một nam và một nữ. Tại vì team mình đang có 8 người mà đúng không? Mỗi đội 2 người, một nam một nữ đi. Ok, và chúng ta sẽ chia ra xung quanh làng. Em nghĩ là bây giờ bọn quái vật đang ở xung quanh làng rất là nhiều luôn, cho nên chúng ta cần phải chia nhau ra. Đó, chưa gì nói thấy con quái vật đứng trên cây kìa mọi người. Ai có vũ khí tấn công của giùm tôi ơi. Mui, mui bắn nó đi mui. Trời gì này. Đúng rồi. Chết luôn à. Rồi chết méo luôn, hợp lý lắm ca mui đó. Mặc dù là ca mui là con gái nhưng ca mui rất là mạnh nha các bạn nha. Rồi bây giờ thì tôi sẽ tính như thế này nha. Mỗi đội như hồi nãy tôi nói đó, mỗi đội sẽ có 2 người. Thì bây giờ là một nam một nữ nè. Thì đầu tiên sẽ là đội của tôi. Thì chắc là tôi sẽ gọi là chắc chắn là tôi sẽ đi chung với Sammy rồi. Ok Sammy, về với đội của tôi nào. Nhanh lên. Ok. Rồi ok. Và đội tiếp theo. Rồi thì dịch với ca mui sẽ là một đội nè. Còn đội tiếp theo thì chắc chắn sẽ là Kairon với lại là mèo Simmy. Hai người sẽ là một đội nha. Ok. Ok. Rồi và đội cuối cùng sẽ là đội Siro với lại là Mimi. À, ủa mà khoan, từ từ. Ủa mọi người ơi, Mimi đâu? Ủa Mimi đâu? Ủa Mimi đâu? Không thấy. Ủa Rô, Mimi đâu Rô? Tại bên kia mình đi qua có nguyên đám heo bị đánh không nhớ hả? Xong rồi bả lại bả quá quái vật bả cứu mấy con heo rồi. Ủa cái gì mà tự nhiên thấy có mấy con heo bị đánh xong cái đầu Mimi nhào vô quýnh quái vật bảo vệ mấy con heo là sao? Sao người dân trong làng thì không bảo vệ mà bảo vệ mấy con heo là sao? Trời tào lao vậy. À biết đâu, có đó đam mê của người ta, kệ người ta đi. Trời tào lao. Rồi chui hổ này lên đâu? Trời tào lao rồi rồi, tại sao anh thấy Mimi gọi là đi đánh quái vật mà anh không đi theo Mimi? Tính ra anh với Mimi là một đội mà. Mau mau quay lại bảo vệ Mimi đi, nhanh lên. Trời đó đam mê của bả bắt mình đam mê theo bả nó trời. Đi đi ông nội. Ok rồi bây giờ nha. À Mr. Dịch với ca mui á thì qua bên chỗ siêu thị đi. Coi coi có đồ ăn gì á thì gom hết, đánh mấy con quái vật gom hết đồ ăn đem về đây, nhanh lên. Mui lên xe. Ok. Rồi, đi đây. Đem giúp mấy người đi nhanh hơn. Đồ ăn. Rồi, đi nhanh lên. Ok, và người tiếp theo sẽ là Kairon với lại là mèo Simmy. Ủa Kairon, Simmy rồi. Ủa Simmy đâu? Rồi, trời cái gì chứ? À Simmy đâu rồi? Tôi lấy trời luôn trời. Không phải. Simmy ngân hàng cướp tiền Simmy. Ê, bậy nha, tiền trong ngân hàng là của tôi nha, không được lấy nha. Qua bên đó coi có quái vật ở bên đó hay không. Đánh hết quái vật. Hiểu cũng sao? Trước à. Gì tào lao gì ngân hàng à, tiền của ngân hàng không được lấy nha, không được nha. Ok. Okay. Đi đây. Rồi, vậy là bây giờ mỗi đội đã chia ra hết rồi anh em ơi. Bây giờ thì chắc là chỉ còn có mình và Sammy thôi. Thì tôi nghĩ rằng là ở ngoài bãi biển chắc chắn là sẽ có quái vật. Chúng ta cùng nhau ra ngoài đó bảo vệ mấy bạn cá con nào, hiểu không? Ừ. Rồi bây giờ đem thú cười cười tôi đi. Ok. Ê, chở tôi đi. Ok, tôi kiếm thú cười à. Tôi không có thú cười nào chở được hai người. Ê, có Chocobo nè. Ê, leo lên. Ok. À, khoan từ, con này xấu lắm. Từ từ có con nào đẹp hơn không ta? Có con thú cưỡi nào đẹp hơn không? Trời đất ơi, đi chiến đấu mà cần đẹp luôn hả? Ừ, mình phải cầu chứ. Ơ mà không có. Thôi Sam leo đỡ Chocobo ơi, Sam ơi. Rồi, đi qua bên bãi biển bảo vệ mấy bạn cá con nào. Đi thôi. Đi thôi. Đi đây Sim ơi, Ở trước nhiều nhện quá trời luôn kìa. Trời đất ơi, tại sao lại nhiều quái vật như thế này hả? Thôi được rồi, bây giờ Sim đứng lùi lại một tí đi. Để cai tiêu diệt lũ này cho. Yên tâm, các ngươi nghĩ là các ngươi có thể bắt nạt được Simmy của ta sao? Ây da, nhện à. Ây da, đau quá. Ây da, bọn nó đánh đau quá Simmy. Lùi lại nha. Cẩn thận. Ây da, đau quá. Mày nè. Ây da, siêu giống đỏ, sức mạnh của lửa. Mày. Ây da. Ôi trời đất ơi, tiêu diệt được bọn ở đây rồi. Mệt quá. Thôi, xin cứ đứng lùi vậy nha, để cay. Ui trời đất ơi. Từ cay, nãy cay bị mất máu đúng không? Đây, để tôi sẽ dùng sức mạnh hồi máu của tôi nè. Ok, hãy cha. Đấy, thấy chưa? Trời đất ơi, cay hồi máu lại luôn nè. Nhưng mà bây giờ á, lỡ ngay trước ngân hàng vẫn còn quá giờ cơ siêu mây. Bây giờ cay sẽ tới đó để tiêu diệt bọn nó luôn nha. Hãy ra, mấy con nhện kia, đứng yên, sức mạnh của nó. Woo. Mày nè, ây da, con nhện, con ma xương nè. Ma xương nè. Được rồi, hết quá giật rồi. Vô đây thôi nào. Bỏ mùi vào ba lô. Đưa
nhìn này, nhìn cái mặt nó giống như là camu lạ quần ấy rồi. Nhìn mặt nó đúng xấu luôn á. Trời ơi, sao bây giờ nó bự này. Trời ơi, ui, bây giờ mình sao đánh nó trời. Đánh hả? Trời ơi, vì đây, bạn yên tâm, có mình ở đây, bạn không phải lo. Bạn nhìn đây, em với cái khẩu súng siêu to của mình hoàn toàn có thể giết được bọn nó luôn. Nhìn mình đây này, thấy đây, các mũi thể hiện, đi. Hai, ba, bốn. Sao chết vậy? Lại được không? Ôi, chết một con rồi kìa, các mũi. Khẩu súng này của các mũi nó cần tụ lực một lúc, mũi ơi. Bắn tiếp. Nhưng mà tôi hết đạn rồi. Tôi chỉ bắn được có một con thôi, không còn hết đạn rồi. Trời đất ơi, mũi núp qua các bạn ơi. Trời ơi, sao bắn được một viên cái hết rồi? Thôi rồi, không sao. Vẫn có Mr. Dịch ở đây. Sức mạnh của Mr. Dịch đó sẽ bảo vệ cả mùi. Cả mùi hãy nhìn đây. Cả mùi đứng qua một bên. David. Ok. Đừng. Sức mạnh của Đại Dịch biến thành khổng lồ. Mùi David to chứ. À quên, mùi David bự nha. Mùi David bự hơn cả mấy cái con này luôn á. Em phải đánh được chúng nó qua, Đây mùi để yên tâm. Mày Vịt sẽ xử lý mấy con này phát một. Thao nhớ. Con lơ. Con lơ. Mạnh nó lên. Vịt mạnh lắm mùi ơi. Con lơ nhớ tân lên. Bắt nạt cả mùi mấy con, mày tưởng mày đầu to tao. Tao đầu to mày. Đấm luôn. Wow. Ui. Ê, chúng nó chết hết rồi nè Vịt. Trời ơi, sức mạnh của Dịch mà đi với Dịch à, Vịt sẽ đưa Camui đi cùng Dịch khắp thế giới. Camui yên tâm. Vịt ngầu à. Nhưng bây giờ làm sao biến nhỏ để vào siêu thị? Hả? Hả? Bây giờ lỡ biến to rồi. Thôi bây giờ Vịt đứng ngoài này không sao. Bây giờ Camui vào bê đồ ra ngoài cửa đi. Vịt đang chạy thủ lúc bự ấy. Vịt bê đồ nhau. Ờ ha, Camui bê được 1 thì Vịt phải bê được 10 đấy nha. Đúng rồi, okay, lấy hết, lấy đi. Lấy nhiều nhau cho anh em ăn với. Trời ơi, dặn bao này làm sao mà cản được Dịch. Ôi gì quá giật vậy? Hay, nhưng mà tụi bay gặp xui rồi, bay gặp Sigo rồi. Chết này. Mày này, quái vật khổng lồ. Yêu xìu. Ha, quái vật gì đâu mà yêu xìu trời. Có đâu nữa không? Đi đâu? Hay, để coi xung quanh ở đây có con quái vật nào không ta. Tôi đang ngứa tay lắm, muốn đang đánh nhau với quái vật nè. Sam ơi, nhìn coi có con quái vật nào không? Hay đâu, không có một bóng người luôn nè. Đâu, ừ, tôi đi vòng vòng đây coi. Ui trời, có quái vật rồi Sam ơi. Tôi thấy có quái vật bên kia kìa. À, thấy rồi nha, vậy là có quái vật để đánh nhau rồi. Trời ơi, quái vật mà to dữ vậy. Tôi biến thành siêu nhân cho nên là tôi đang muốn quýnh nhau với quái vật lắm đây. Ôi trời, trời ơi Sam ơi. Bên đây là nguyên một con rắn nó to ơi là to nên là Sam ơi. Trời ơi, ghê quá. Ôi nha, bây giờ nè Sam coi tôi thể hiện nè nha. Coi tôi thể hiện sức mạnh của tôi với con rắn đây nè. Xem nha, tôi sẽ sử dụng cây rìu của tôi chém đó nè. Ôi, con quái vật kia chết đi, một phát một mà chết nè. Chà, bay lên trời chứ con. Rơi xuống nè, bụp nè, chết luôn nè. Ây cha. Ta là Trùm, làm sao mà nhận xét thương của loài người các ngươi được. Ui, trời ơi, Sam ơi, cái con rắn này nó biết nói. Sam ơi, trời ơi, trời, ghê quá. Ui, trời, đánh này con rắn này đâu, trời. Có con rắn này nó khỏe quá, nó không hề bình thường tí nào nha. Tôi quýnh nó mà nó văng lên trời mà nó không sao luôn. Để tôi làm lại, tôi không tin là nó có thể đỡ được đòn đánh của tôi. Ê, quái vật rắn nè, văng lên trời vô con. Trời ơi, nó phát ra cái ám khí gì bay vòng tròn trên bầu trời luôn kìa. Ui, nó không bị gì hết. À, nói với ngươi rồi, đừng cố nữa. Phí công vô ích thôi. Trời ơi, chết rồi bạn ơi, con quái vật này nó khỏe quá. Cây rìu của mình mạnh như vậy mà cũng không làm gì được nó hết. Bây giờ sao đây? Đúng rồi, Sam. Sam thử sử dụng súng coi, nhiều khi nó không có sợ cây rìu của tôi, nó sợ cái súng đại liên của Sam sao? Bắn nó. Rồi để tôi rồi. Mày ngứa quá. Ây cha. Ủa? Đúng rồi, bắn thôi đi. Ủa Sam, bà bắn cái kiểu gì mà tôi không thấy nó xi nhơ vậy? Đưa đây, đưa cái súng này để tôi. Trời ơi, bắn rồi, nó không có dính vào người nó. Để tôi. Mày. Ui trời. Ây mấy cha, bạn ơi. Gãy ngứa quá ta. Ui trời. Đạn không thể nào mà bắn vô người con rắn này được bạn ơi. Con rắn này hình như nó khỏe quá, nó mạnh nó nổi mà súng đạn không thể làm gì được nó luôn. Ôi trời ơi, chết rồi. Bây giờ làm sao đây? Mấy bạn ơi, bây giờ phải làm sao đây? Con rắn này nó khỏe quá mà hình như con này là hồi nãy nó nói nó là con boss đó bạn ơi. Hèn gì nhìn nó bự hơn mấy con quái vật hồi nãy mà nhìn nó cũng kinh dị nữa. Trời ơi trời. Bây giờ làm sao Sam ơi? Chết rồi, bây giờ làm sao đây? Con rắn này mạnh quá. Mọi người ơi, trời đất ơi, tụi tôi đã tiêu diệt được quái vật ở tầng kia rồi. Ủa mọi người đang làm gì đây vậy? Trời ơi, trời ơi, quái vật hết rồi nè. Mọi người ơi, qua đây, tôi nói mọi người nghe nè. Ở bên đây có nguyên một cái con boss nè mọi người. Hóa ra đây chính là con boss quái vật mà chúng ta chúng
chúng ta đã gọi là bỏ qua nó từ đầu đến giờ á. Tính ra mọi người, cái con này nè là nó nha, nó chính là boss của tất cả những con quái vật luôn á. Bây giờ chỉ cần tiêu diệt được nó thôi là chúng ta sẽ có thể chiến thắng được tất cả quái vật ở trong làng và đem lại bình yên cho ngôi làng luôn, mọi người hiểu không? À, con quái vật này hả? Trời đất ơi, nhìn nó yếu xìu à. Nè, bây giờ bạn nhìn mình nè, mình sẽ sử dụng sức mạnh của siêu nhân đỏ để tiêu diệt nó, biến nó thành rắn nướng cho mọi người ăn luôn. Ok ok, okay. Rồi, rồi siêu nhân đỏ thường hay là người mạnh nhất lắm. Ok rồi rồi, vô cay, quýnh nó đi. Sức mạnh của siêu nhân đỏ, sức mạnh lửa. Hỉ da. Ây cha, ây cha. Ủa? Trời ơi, đang lạnh tự nhiên có người sưởi ấm cho, kéo thêm đồng bọn hả? Bao nhiêu người vô hết đi. Trời ơi, nó bị gì vậy không? Cai ơi, sao vũ khí của Cai yếu xìu vậy? Đốt nó mà nó không bị cháy, nó bị cháy mà nó không bị gì hết vậy Cai? Ôi trời ơi, các bạn ơi, sức mạnh lửa của Cai Ron cũng không thể nào đốt được con rắn này luôn. Vậy bây giờ phải làm sao đây ta? Ôi, vũ khí của mọi người coi như là quá yếu đối với nó rồi. Bây giờ phải làm sao đây? Đúng rồi. Tôi có cách này hay hơn nè mọi người ơi. Bây giờ nha, tôi bây giờ nghĩ ra ý này. Tất cả chúng ta tại sao lại không kết hợp vũ khí lại với nhau để có thể tiêu diệt con quái vật này? Hiểu không? Kết hợp vũ khí có nghĩa là giống như là chúng ta gọi là biến hình robot gì đó, xong đầu chúng ta kết hợp mấy con robot lại với nhau trở thành một con robot thật là to. Thì bây giờ chúng ta hãy thử kết hợp vũ khí lại với nhau để tạo nên một vũ khí mạnh nhất đi. Được không? Tất cả mọi người quăng vũ khí của mọi người xuống dưới đất nào. Ok rồi, bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau tiêu diệt con quái vật này thôi. Mày chết cho tao con rắn à. Ok, đầu tiên sẽ là cây kiếm của Mimi nè, tiếp theo nữa là cây súng của Kamui nè, đấy, giáo của Siro, cây đại đao của Kairon nè, gậy phép thuật hồi máu của mèo Simmy, cây búa của anh Dịch, khẩu đại liên của Sammy, với lại cuối cùng sẽ là cây rìu của mình các bạn ơi. Kết hợp tất cả trở thành một loại vũ khí mạnh nhất. Ok, chuẩn bị nha. 5 4 3 2 1 Ha! Chiu! Ok các bạn ơi, nó đã trở thành một loại vũ khí mạnh nhất rồi nè. Wow, cái cây súng gì đẹp quá vậy? Súng rồng anh em ơi. Wow, trời ơi, ngầu quá à. Bây giờ nè, mọi người hãy tránh ra để tôi tiêu diệt con quái vật này cho mọi người xem nha. Con quái vật kia. Cố lên. Yên tâm, tôi sẽ đem lại sự bình yên cho ngôi làng. Hãy, hãy xem sức mạnh đặc biệt của khẩu súng này đây. Sức mạnh của siêu nhân xanh. Trời ơi, các bạn nhìn mình nè. Bây giờ mình còn to hơn cả cái con rắn này luôn. Mình to hơn cái cây cổ thụ ở đây luôn bạn ơi. Mình to gần bằng cái Gaming House luôn rồi nè. Quê con rắn nhỏ bé kia, ngươi đã sợ nó chưa? Sao ngươi to quá vậy? Nhưng mà đâu sợ đâu. Mà cắn ngươi nè. Cắn ta đi, trời ơi. Ngươi nghĩ sao vậy? Bây giờ đối với ta, ngươi không khác gì là một cái con lãi hết á. Bây giờ hãy xem ra đây, con rắn kia. Hãy xem sức mạnh của khẩu súng này đây. Này thì chết nè. Nãy ra. Này thì chết nè, anh em né ra để tôi tiêu diệt nó. Này thì chết nè. Ôi trời. Ôi anh em ơi, hình như là con rắn nó biến mất kìa đúng không? Biến mất rồi. Ôi con rắn nằm bên kia kìa. Ôi rồi nó biến mất luôn rồi. Ôi trời ơi các bạn ơi. Khẩu súng này mạnh quá bạn ơi, cái khẩu súng này nó còn mạnh hơn cả cái khẩu súng của Kamui nữa bạn. Trời ơi, cái gì mà mạnh dữ vậy trời. Nó có thể bắn. Mày anh thấy nó bắn mấy chục cái tia laser luôn, không phải một cái đâu. Nó chiếu ra được mấy chục cái tia laser luôn á, ghê thiệt. Đây nè mọi người xem nha, bây giờ cái bóng bay bên kia mọi người nhìn mình nè. Chu. Trời ơi. Phá làng kìa ba. Lụm cái bóng bay này. Tôi có phá làng đâu, tôi chỉ đang muốn test thử cái cây súng thôi mà. Trời ơi bạn ơi, cái khẩu súng này đúng mạnh thật luôn bạn ơi. Đúng là vũ khí mạnh nhất. Trời ơi, kết hợp tất cả các loại vũ khí lại trở thành cây súng này. Khỏe quá. Bây giờ anh em nào muốn test súng tôi test cho. Ok. Wow. Trời ơi bạn ơi, vậy là bọn mình đã tiêu diệt được con boss rồi. Vậy là bây giờ ngôi làng của chúng ta sẽ không còn quái vật nữa. Ngôi làng đã trở lại bình yên rồi bạn ơi. Yeah. Vui quá mọi người ơi. Hoa đẹp quá. Cuối cùng thì ngôi làng của chúng ta đã trở lại bình yên như lúc trước rồi mấy bạn ơi. Mấy bạn hãy nhìn đây, ngôi làng của mình á, sau khi tiêu diệt xong bọn quái vật thì Hero Team bọn mình đã quyết định là đã tu sửa lại ngôi làng. Và bạn có thể nhìn thấy nè, đấy, Gaming House cũng đã được xây lại. Ngôi làng của mình thì cũng đã trở lại bình yên như xưa rồi. Mọi người nhìn kìa thấy không? Hội chị em với lại hội anh em đang kiểu gọi là vui đùa bên kia kìa thấy không? Đó, anh Dịch cũng đang đi hái hoa bắt bướm kìa bạn ơi, đuổi theo bướm bướm đồ kìa, trời ơi là trời. Ok, nói chung là bây giờ ngôi làng của chúng ta cũng khá là bình yên rồi các bạn ạ.
Mình nghĩ là chắc là bọn quái vật sẽ không quay lại đây được nữa đâu. Bởi vì con boss của bọn nó cũng đã bị mình tiêu diệt rồi mà. Rất là yên bình rồi. Thôi, mình nghĩ rằng là chắc là video này nó cũng đã rất là dài rồi. Và bọn mình cũng đã tiêu diệt xong quái vật rồi. Thì bọn mình nghĩ bọn mình sẽ kết thúc video tại đây. Và cảm ơn anh em đã xem video này nha. Nếu như mà anh em thích video này, đừng quên hãy để cho Phong một like nè, một share nè. Và nhấn nút subscribe đăng ký họ cho kênh YouTube của mình. Và cũng đừng quên là hãy có bên kênh YouTube của tất cả các thành viên của Hero Team đăng ký họ cho mọi người đó nha anh em. Còn bây giờ thì mình qua bên kia hái hoa bắt bướm chúng mọi người đây. Ok, đi thôi nào. Trời ơi, ngôi làng mình đẹp quá anh em ơi. Làng bình yên rồi. Yeah.